Thưa quý vị và các bạn, tin nhắn tràn lan, nhiều cuộc gọi từ các số lạ chào mời mua hàng hóa, tham gia dịch vụ hay vay tiền. Nhiều trường hợp dù không hề quen biết nhưng người gọi còn nêu rõ thông tin cá nhân của người nhận. Bất chấp thời gian và sự khó chịu của khách hàng, tin nhắn cuộc gọi rác vẫn diễn ra, gây hoang mang cho nhiều người. Tin nhắn rồi cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, mời đi xe taxi, mời vay tiền, mời tham gia hội thảo, cho con học thêm tiếng Anh. Muôn vàn vạn trạng các loại tin nhắn, cuộc gọi rác tới mỗi ngày khiến chị Mai rất bức xúc. Nghe đến tin gọi rác với cả tin nhắn rác thì em nhiều vô cùng luôn ý. Có một hai cuộc đầu thì mình vẫn nghe nhưng mà về sau mình cảm thấy rất là phiền phức. Không riêng chị Mai, rất nhiều người cũng đang bị tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác làm phiền hàng ngày. Không chỉ ảnh hưởng tới công việc, những tin nhắn, cuộc gọi này còn khiến cho nhiều người hoang mang bức xúc. Nhiều khi người ta gọi nhiều quá mà em bị ám ảnh với cái số lạ là em không nghe. Nhưng mà trong khi đấy sẽ có một số khách hàng của em, người ta cũng dùng cái số lạ người ta gọi đến. Nên là nhiều khi tự dưng là mình lại đánh mất cái khách hàng của mình ấy. Không hiểu là họ lấy thông tin cá nhân của tôi ở đâu mà họ còn biết là cả quê quán, nơi ở của tôi. Tôi nhiều khi tôi trở vào đọc sai mà họ cũng biết là tôi cố tình đọc sai. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao có tình trạng lộ thông tin cá nhân khiến cho đơn vị quảng cáo biết số điện thoại, thực hiện cuộc gọi tin nhắn rác. Chúng tôi đã tìm tới trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone Hưng Yên. Theo đại diện của đơn vị này, thì tình trạng lộ thông tin cá nhân trong thời 4.0 rất dễ xảy ra. Khi mà chúng ta tham gia vào các cái mạng xã hội như Zalo, Facebook, các cái ứng dụng mua hàng trực tuyến, các cái trò chơi game online, thì các cái nhà cung cấp này có yêu cầu người dùng là phải khai báo một số cái thông tin cá nhân như là số điện thoại, email, sở thích. Các cái thông tin này của khách hàng thì sẽ được họ thu thập, phân tích dữ liệu và để đưa ra những cái lời mời quảng cáo hoặc là nhắn tin, gọi điện để tư vấn các cái dịch vụ phù hợp với các cái từng cái đối tượng khách hàng của họ. Trước vấn nạn tin nhắn, cuộc gọi rác diễn ra tràn lan, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91 ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử và cuộc gọi rác. Kết quả trong 4 tháng cuối năm 2020, các nhà mạng đã ngăn chặn được gần 90.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác. Thay vì chỉ trông chờ vào động thái của nhà mạng và phía cơ quan chức năng, người dùng di động cần chủ động tham gia đóng góp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng của gọi rác, tin nhắn rác.